Je profite pour une fois que j'ai un lundi de libre pour faire un petit peu de game. Parce que en ce moment c'est un peu la course tous les week-ends, donc là enfin j'ai pu prendre une ou deux heures de libre pour jouer. Mega Random. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Mega Random? Est-ce qu'on joue Perse? Ça fait longtemps que j'ai pas joué Perse. Ou est-ce qu'on joue autre chose? Vous voulez que je joue quoi? Sincèrement, j'en ai rien à faire. Donc, vous avez 34 secondes, 33 secondes. Viette! Tu veux jouer à la Kios, Shulk? Viette. Il joue souvent avec les Viettes, Kios. Ils ont quoi déjà? Est-ce qu'ils ont toutes les améliorations? Bon bah écoutez, on va jouer Viette. Hein. On verra bien. Ah, il a chinois. Je pourrais jouer les rotins à la rigueur. Oui, Charles. Oula, qu'est-ce que c'est que cette map encore? Oh là là, les maps, what the fuck? Mais! Wow! C'est quoi ce foutage de gueule? Bon, c'est pas grave. Par contre, on va éviter d'emmener les trucs vers chez lui, ça serait pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire, l'ami chinois? Quoi qu'on pourrait. Par contre, on a des bois ultra dégueu. J'ai de prendre celui-là, ça me fait chier. Ok. Bon. Viking điện hạ. Dân phu. Ouais. Bon, on va laisser comme ça. Un bon petit rush. Bon, on va essayer. Hein. Quoi que d'autres rush. Je sais pas. Si on peut toujours faire un Manatar marché, c'est viable avec les diètes. Pour moi ça. Pour moi aussi ça. Ah papa. Ok. Il manque un bout. Ah. Ah bah je regarderai ça après dans ce cas-là. J'ai pas regardé à vrai dire. Je sais pas pourquoi mon... Bizarrement mon stream ça s'est déréglé l'autre jour. Il me manquait plein de trucs. Donc bah je regarderai. Non non je suis en 1080. Ah, 1040. Ça devient pénible les trucs qui se dérèglent. Ok, une villageoise qui fait de la merde. Ouais, mais je le prends les gars. Hein. Bah, je sais pas pourquoi. Écoutez. L'avenir me dira pourquoi, peut-être.
Dạ vâng, thợ săn nhân, thợ săn. Bái kiến điện thợ nhân đã đột tài. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo? Tung thảo dân, thảo dân, thảo dân, thảo dân, thảo dân đánh ngay. Thảo dân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Thợ săn, dân nữ xin chờ lại tì. Thảo dân xin chờ lại săn. Ok. On va y arriver, hein. Par contre, on a... Ça c'est bien beau, mais... Et lui, il va faire quoi? Oh. Ok. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. C'est un peu la misère, hein. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il va être obligé de fuir, et je peux potentiellement lui tuer. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Thợ săn. Potentiellement, potentiellement, non. Non, non. Dạ bẩm, có thảo dân. Dạ bẩm, có dân nữ. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lại thợ săn. Bon. Điện hạ có gì sai bảo? On se bouger le cul là. Sai bảo. Bái kiến điện hạ dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh tài. Dạ bẩm. Điện hạ thảo dân xin lệnh tài. Bái kiến điện hạ. Dân phu, dân phu. Điện hạ có giả rõ. Bái kiến điện hạ. Mệnh dân phu, tiểu phu. Xin phụng mệnh. Xông lên, giết. Xin tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân, tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Xin phụng mệnh. Tiểu nhân, tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiến công, tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Các phụ đệ, giết. Ok. Xin hạ có gì sẽ bảo. Có tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Thảo dân xin chờ lời. Thảo dân đánh ngay. Tùng thảo dân đã rõ. Dân phu, tiều phu. Xin hạ có gì sẽ bảo. Có tiểu nhân phụng mệnh của đệ. Giết. Dạ bẩm, có thảo dân có gì sai bảo. Ouais, dommage. C'est un peu tard, mais bon. Enfin, dạ bẩm, có thảo dân, dân xin chờ, thảo dân xin, thảo dân đánh ngay, dân phu. Bái kiến dân đánh ngay, dân phu. Xin hỏi tiểu mệnh, điện hạ có gì sẽ bảo? Điện hạ có gì sẽ bảo? Điện hạ có gì sẽ bảo? Có tiểu nhân hạ có gì sẽ bảo? Thảo dân xin chờ lệnh, dân phu. Dạ bẩm, tiểu phu. Xin có tiểu mệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Xin điện hạ có gì? Điện hạ có gì? Xin tiểu nhân làm ngay. Xông lên, giết. Các phụ đệ, giết. Xin có tiểu mệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Xin hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân của đệ phụng mệnh sẽ bảo. Ok.
tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Điện thoại tiểu nhân xin, tiểu nhân tiểu nhân làm ngay. Thảo dân xin, thảo dân xin làm ngay. Dân có tiểu nhân hạ có gì sai bảo. Xin xin mệnh lệnh, tiểu nhân làm ngay. Đã có gì sai bảo. Xin tiểu nhân, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân một mệnh, điện hạ có tiểu nhân làm ngay. Nhân đã rõ, nhân xin tiểu nhân làm ngay. Các quân đại điện hạ có tiểu nhân đã rõ đây. Có tiểu nhân xin tiến công. Điện hạ có gì sai bảo, xin phụ mệnh. Có tiểu nhân đã rõ ngay. Điện hạ có tiểu nhân xin tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay rõ. Dạ bẩm, có thảo dân đã rõ. Nhân phu, nhân phu điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân phụ mệnh. Có tiểu nhân. Sống lên. Xin xin phụ mệnh làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Bái kiến điện phu, phu dạ bẩm. Có thảo dân có gì sai bảo. Thảo dân xin dân phu. Tiểu phu. Điện hạ dân xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Có tiểu nhân hạ có gì sai mệnh. Điện hạ có nhân sai nhân làm ngay. Sống lên. Tiểu nhân mệnh đã rồi. Có tiểu nhân tiến các phu đây. Điện hạ có gì sai bảo mệnh các phu đây. Giết. Tiến các sống lên. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai đây. Giết. Thảo dân xin dân lớn ngay. Xin có tiểu mệnh. Điện hạ có gì sai mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phụ mệnh. Sống lên. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân đã rõ ngay. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm, dân có thảo nhân. Bái kiến điện nhân phu. Xin tiểu nhân đã rõ. Dân nữ xin trả lại. Tiểu hạ của mệnh có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân xin tiểu nhân làm ngay. Các quân đây. Điện hạ có gì sai bảo dân xin làm ngay. Dân phu. Ok, bon. Je suis un peu en retard. Ça peut qu'on détrouille, hein. Je peux vous le dire là. Ça fait mal. Hein. Điện hạ có gì sai đây? Có tiểu nhân tiến công. Các quân đây. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Sống lên. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Sống lên. Xin tuân lệnh. Phụ mệnh các quân đây. Tiểu nhân đã rõ. Sống lên. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân tuân lệnh đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Ok. Je vais certainement la perdre celle-là. Je fais trop de la merde. Thảo dân đã rõ. Tiểu phu. Xin xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân các quân đây. Tiểu nhân có tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh. Các quân đây. Tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân đã rõ. Thảo dân xin làm ngay. Điện hạ dân thảo dân đến ngay. Bái kiến điện dân. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ có gì sai bảo. Thảo dân thảo dân đã rõ. Dạ bảo có thảo dân xin dân làm ngay. Dân phu dân phu. Xin phụ mệnh các quân đây. Giết. Ai ai ai. Dạ bảo dân phu. Je suis trop à l'ouest. Có tiểu nhân, tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm lợi nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Thảo dân xin thảo dân đến ngay. Désolé. Pas beau à voir. Điện hạ có gì sai bảo nhân đã rõ. Je pense qu'il a, il a certainement cliqué. Thảo dân xin thảo dân đến ngay. Dạ bẩm có thảo dân tiểu phu. Điện hạ có gì sai bảo nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân nữ xin làm ngay. Giao dịch. Có tiểu nhân hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Xin điện hạ có gì sai bảo. Ouais, j'aurais dû. Je suis d'accord, Zifux. À dire qu'on a fait ça dans la précipitation. Điện hạ có gì đến ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo.
Ok, bon. Dạ bẩm có thảo dân. Có tiểu nhân hạ có gì xin phụ mệnh. Điện hạ có gì xin phụ đây. Giết. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân xin tiểu nhân đã rõ. Xin điện hạ có gì xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Alors ce qui est plutôt pas mal pour moi, c'est que il est vraiment... Ouais bah non, c'est pas bon pour moi. Ah. Bon, on aura essayé, écoutez. Hein. On va essayer de descendre par ici, mais... Điện hạ có gì sai bảo? Ouais, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Điện hạ có gì sai bảo? Tôn mệnh đến ngay. Tôn mệnh. Allez là, donne-moi le bois. Dân nữ xin chào lại. Xin xin phụng mệnh là tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân là làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Dạ bẩm có dân nữ. Ouais, plus de... Bon. Ouais, je suis trop rusty. Hein. Puis celle-ci, je sais pas, je la joue jamais. Non. Un peu compliqué pour moi. Ça m'énerve parce que ce mec-là, je le bats en règle générale quand je le joue sur le ladder. Mais ouais, j'ai trop perdu, j'ai pas assez récolté, j'avais un moment trop de bois. Pas bon. J'étais pas bon. C'est pas grave.